Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Phương Nga đang có mặt ở tại nhà thờ Đồng Tiến. Và mục đích tại sao Nga đến đây? Vì Nga đến đây tham dự làm món bánh chưng. Vì từ bé đến lớn giờ thật sự là Nga sống và sinh ra ở Sài Gòn. Và Nga cũng không biết là làm bánh chưng như thế nào và ra làm sao. Thế là hôm qua mợ Nga có nhắn là hôm nay tại nhà thờ Đồng Tiến các cô chú, các anh chị trong nhà thờ có tổ chức làm gói bánh chưng với một số lượng rất lớn, đến từ khoảng 250 cái trở lên. Nga cũng không nắm rõ nhưng Nga chỉ biết tầm khoảng như thế. Và nhà thờ người ta làm bánh chưng đầy như thế để người ta tặng cho những cái giáo dân ở trong nhà thờ vui Tết. Và Nga sẽ cho các anh chị coi quy trình của quá trình làm bánh chưng tại nhà thờ diễn ra làm sao. Và các anh chị cũng có thể coi đó và áp dụng để mình có thể làm những cái chiếc bánh chưng thật là dễ thương, thật là ngon. Và Nga sẽ xin mời các anh chị xem tổng quan khu vực trước nhà thờ. Vì nhà thờ Đồng Tiến nằm trên đường Thành Thái. Và hiện tại bây giờ thì chung quanh người dân người ta đang buôn bán và người ta làm giống như là một cái chợ hoa dọc đường Thành Thái, bán số lượng rất là nhiều. Đây là trước nhà thờ Đồng Tiến, đường trên đường Thành Thái và số lượng cây cảnh về rất là nhiều. Đây. Cây cảnh và hoa người ta bắt đầu bán ở dọc hai bên đường và trước những cái như là khuôn viên của trường Diên Hồng. Và phía dưới kia là đường Thành Thái nó dài thì cây cảnh còn nhiều hơn nữa. Chỗ này thì các cô chú đang chuẩn bị những cái viên đậu xanh cho đàm nhân bánh chưng. Nga đi tiến vô phía trong của nhà thờ Đồng Tiến thì mọi người đang chuẩn bị là các khâu để mà gói bánh chưng. Thì mỗi người sẽ gói một cái cách riêng. Và đây là bên các cô chú đang chuẩn bị mà hướng dẫn cho Nga để mà gói bánh chưng. Thì thông thường thì ở nhà thờ thì mọi người cứ tập hợp nhau lại để mà làm một món bánh truyền thống vào ngày Tết. Đúng rồi, người ta có cái máy người ta cắt. Người ta có cái máy người ta cắt nhưng mà ở đây là không có máy cắt. Nên mình phải tự cắt. Ở dòng chưa có thế thì người ta tự cắt hết trơn. Người ta có cái máy giống như mình cắt giấy á. Dạ. Cái người ta cắt mình sắp. Còn bây giờ là mình phải cắt này bằng bốn cái lá ở ngoài, lá lớn phải biết phân biệt thế nào là lá lớn, thế nào là lá nhỏ, cắt sát như thế này mới đẹp. Nhiều người là cái lá lớn là nó hợp với cái khuôn mà tám bằng với cái khuôn để khi nào mà nó bẻ lên thì nó phải được từ đây qua đây, chứ nó mà nhỏ này là nó hở ra, nó lòi ra thì cái này chưa có to lắm. Cái này nè còn phải gấp sát cái này, còn gấp sát này ở chỗ nào là đỉnh cao nhất còn gấp đôi. Dạ. Đó, nhiều người ta gấp như này là sai. Dạ. Đúng không? Rồi. Đúng không? Đúng rồi. Còn cắt. Thường thường người ta có một đợt cắt thì mình khỏi cắt. Nhưng mà mình cắt mình làm chắc ăn hơn. Con đó thụt xuống chút để lúc thì con cắt thì nó dư ra một chút. Là tại vì cái chiều dày của cái kéo phải không? Dư ra một chút. Chứ mình cứ đo vừa sát là khi mình cắt thế nào bị lồi ra hai cái như là biết to to, nhưng mà nó sẽ còn bên to bên nhỏ thì phải không? Cái nhỏ này bên trong không sao, cái này bỏ lấy chỗ to nhất gấp đôi lại, thằng nhỏ này bên trong lá là nó còn bên to bên nhỏ. Đó. Lấy bốn cái to. Nhưng mà thường thường là nó chỉ nhất hình tí thì nó bự hơn. Hai tấc hai luôn. Hai tấc hai luôn. Nếu mà con người hả, con nơi nó làm sẵn luôn, nó vô luôn cái khuôn cho mình luôn, mình chỉ việc đổ gạo đổ đậu xanh thôi. Còn ở đây không có ai làm thì mình phải làm hết. Mấy rồi? 3
rồi. Bốn lá. Bốn lá to. Ai lau hơi ẩm. Càng lau khô bao nhiêu thì lúc thì cái bánh nó mới tốt. Nó lâu không bị thiêu. Coi như có rất nhiều kiểu nhưng mà giờ mới tám chỉ cho con một kiểu. Kiểu này thôi. Còn cái kiểu lá dựng kia là khác, thì từ từ khi mà mình làm cơ bản rồi mình mới lên sáng tạo. Phải không? Đó, bố 4 lá dựng. Còn đây là 8 lá ngang thôi. Lá dựng nghe hả? Dạ. Có người đâu biết đâu. Nói cho chị nghe. Chị cái nước này quá đi 5 giờ như này. Đấy, qua bên đây có gì mấy mở 8 á với lại cấp mở nên nhiều khi vừa làm vừa nói thì nó hay quên. Nên mình phải chuẩn bị giống như một bộ vậy đó. À 4 cái ha. À, rồi bây giờ ta 4 cái nhỏ nè. Con không được cái lá lớn hết tại vì lá lớn 180 cái lá. Thì bây giờ là ủa, một cái lá là 1800 bằng hả? 1800 bạc đó. Ô trọng được một hút bạc. Mỗi khi là 60 trong năm là 60 nè. Nhưng mà bây giờ ta ăn ra ta đẹp nhất là hai cái lá bên ngoài. Còn cái trong này nhỏ, nhỏ thì sao lá phải gấp vuông con tí nó kín. Ta ăn ra nè. Nhiều em cho này. Nó bên trong. Thế mình cho cái sống lên trên đây. Đó. Bốn cái luôn. Ê con có quay phim không con? Cho mợ tám biết làm sao? Con đang quay nè. Nhiều người xin lắm mà mợ. Con đang quay nguyên quá trình mợ tám làm nè. Khúc này các anh chị rồi cháu chú ý cái khâu lợn lá. Khi mà lấy lá thì những lá màu xanh không bao giờ cho trong cùng và không bao giờ cho bên ngoài. Vì lá non mà mình để là mà mình bỏ ở phía trong á, thì khi mà mình gỡ ra thì nó rất là khó. Do đó mọi người chú ý lá quá non thì nên để chính giữa. Chứ nếu mà để ở trong cùng á, thì gỡ ra rất là khó luôn á. Bây giờ thì là đến khâu mà mình có thể là ăn gian lá. Vì lá nhỏ thì mình sẽ xếp ăn gian theo như thế để mà mình có thể tiết kiệm được. Rồi, đây là cách thức mà mình ăn gian lá. Đối với lá nhỏ là mình sẽ gấp giống như cái sống lá mình gấp xích xuống một chút xíu như các anh chị và các bạn thấy ở trong hình đấy. Và mình phải chuẩn bị đủ một bộ gồm có 8 lá. Và thông thường thì Nga sẽ chọn là 4 lá lớn ở ngoài và 4 lá nhỏ ở trong. Đây là cách thức mà mình ăn gian lá. Còn mình cái phần lá mà tiếp xúc với nếp thì mọi người sử dụng lá già. Vì nó sẽ không làm dính nếp. Khi mà mình sau khi chế pháp chín thì nó sẽ không dễ, có nghĩa nó dễ gỡ hơn. Mọi tâm tự cái lá nhỏ. Đây. Mọi tâm cắt đuôi ra. Là lá của 18 8 lá đó, 4 lá to, 4 lá nhỏ vậy thôi. Với lại hai cái mặt, với lại hai cái để đắp cái mặt. À đắp cái mặt đó. Mặt con gỡ ra cho nó sướng. Là 9 lá tất cả. Ồ, tổng cộng 9 lá. Là khâu mà mời chuẩn bị đầy đủ lá hết. Tóm lại là mình sẽ gồm có 4 lá lớn và 4 lá nhỏ ở ngoài. Thì mình dùng 4 lá lớn, còn ở trong thì mình dùng 4 lá nhỏ và 4 lá nhỏ ở trong, nhất đặc biệt lá mà ở xếp xúc với nếp á, thì mình nên dùng lá nhỏ mà già. Và ngoài ra mình sẽ cắt thêm một lá làm đôi dùng để che cái mặt, để khi mà mình gỡ bánh ra cho nó dễ dàng và nó sẽ đẹp, không bị dính. Và mình sử dụng lá đó là lá lá già. Và một cái lá mình sẽ cắt làm đôi. Cái tiến trình cắt lá mà để gói bánh chưng thì mọi người nên chuẩn bị trước. Và tổng cộng là 8 lá và 1 lá ở mặt là 9 lá. Và các cô chú ở đây họ gói bánh chưng
và khi họ làm, họ gói thì rất là tỉ mỉ và ra những chiếc bánh rất là đẹp. Tại vì bánh chưng này mình đi biếu tặng, và đặc biệt là mình tặng cho những gia đình mà khó khăn thì người mình cũng phải trân trọng cho họ. Và khi mà mình chuẩn bị xong các khâu mà về lá rồi á, thì bắt đầu mình sẽ xếp đàng hoàng, có nghĩa là lá lớn, lá nhỏ, thứ tự và hai lá ở mặt, để mà mình tiến hành cái khâu mà đặt nhân vào rồi bỏ nếp này kia vô cho nó thiệt là nhuần nhuyễn. Và bây giờ bắt đầu chuẩn bị nha. Đầu tiên là cái đẹp nhất, cái cành này sát đây nè, thấy không, con thấy không, cắt thủ kíp, nếu con cắt mà thêm thụt nửa phần thì lát cái bánh con sẽ bị hở góc. Rồi con đặt cái này xuống, nó vừa kíp luôn không ạ? Mà con phải tạo cái đường xéo ở đây à, rồi con hiểu rồi, giống như làm cái bánh xuê xuê. Ờ rồi, con bé này là thừa hưởng được của mẹ nó Ngọc, nấu ăn rất là tốt. Còn con bé nhà này không thích. Sao có đứa nào thường hưởng được của bà ba? Cái nhà bác đi đâu? Có thằng Út. Trời ơi, bác vừa phải thôi nha. Thằng Út là thích kỹ. Nè, cái chỗ này đều phải coi kỹ. Nè, cái lá to này để làm gì? Nè, lá con thấy không? Khi mà Tám gấp vào hai cái củ đè lên nhau. Nhét vô gầm ghế. Rồi giờ cái này. Cũng giống vậy luôn. Cái này khác một chút. Cái này cho nó đắp lên thì đắp lên. Nhưng mà không phải bình thường nha, cái này phải đắp lên. Có nhiều người không đắp, thế là khi mà ra cái bánh nó chỉ có hai đường xéo thôi. Để lát nữa mà Tám sẽ ngửa lên cho con coi, nếu không, nếu con quên con không gấp cái này lên, con phải gấp hai cái này lên thì nó mới hiện lên cái dấu nhân ở dưới. Nếu con quên, có người không gấp lên thì nó sẽ chỉ có dấu xéo. Đấy, hai lá đối rồi phải không? Dạ, hai lá đối. Ê Ngọc, mày chụp ta tấm hình để thu nhận đệ tử ha. Ai cũng nghịch ngược lại với bà con kia. Bây giờ cái này là cái tha hồ. Đó. Nhưng mà nó giống như nó cái này lọc ngược lại cái vậy. Kia thôi. Bây giờ cái số dư là chắc chắn là mình phải cho vào đây thôi. Yeah. Còn cho vào đâu nữa phải không? Cái đồ miết tới đó cho nó khỏi lòng phòng lên. Đó là có ba ông mà đây, ông này nó là bốn ông hàng thì, ông này nằm bên đây này, bên đây dạ, bên đối nha, chơi đối nha, ngay hai bên chéo qua chỗ lợi nha. Đấy lại cũng cái góc này gấp xuống, cũng như gấp thủ công mà tới đâu là phải miết nó xuống nè, thế em không, còn mà không biết lát nữa lòng phòng. Bây giờ chơi tới bốn ông nhỏ tới bên đây chéo ngược lại. Nhìn yếu quá, phải làm cao, cao hơn các khuôn một phần. Rồi, cái này bên đây thì cái này phải bên đây. Thấy mở tám ăn ra nào. Nó có rất nhiều cách gói, có người gói luôn cái sống này vào giữa đây. Nhưng mà như vậy cái bánh sẽ bị mềm, thành ra ta cứ cho cái nát nữa mà giả lên sẽ cho con coi. Giờ cái chỗ này cái sống nó không có nằm giữa, nằm lên trên. À hồi nãy mà Tám xếp cái sống gấp lên kia, thì bây giờ mà Tám phải lấy cái đường gấp đôi để lên đây. Hồi nãy cái đường gấp đôi chính giữa, còn cái sống mà Tám dứt qua một chút là nó nằm lý lên trên. Con gấp cái nào con đặt cái đó xuống. Cái này cái được hai cái rồi phải không, hai cái rồi, bây giờ hai cái đôi nè, cái đường gấp đôi ở đây. Bây giờ không có để cái đường này nữa, mà cứ đường gấp đôi ở đâu thì đường đó ở sát đáy nha. Đó, con để nãy giờ là con không phải suy nghĩ từ trên, con cứ thế là đặt vô. Còn mà con để đóng như thế này là con hơi bị đếm á nha. Là con phải đếm á. Nhưng mà đẹp nữa, muốn đẹp nữa là mình vừa làm mình vừa phải nong nó ra. Nong nó ra. Tại vì khi con làm dần dần con nó rúm lại. Lát nữa con lên cái bánh nó sẽ không thành hình vuông, hoặc là cái góc nó không có vuông nè. Tại vì nó hay nhích nhích vô, cái tay người ta vừa đè nè, con thấy nó vẫn còn hình vuông không? Rồi thì làm sao? Cái này là cái lá mà để đắp lên, cầm cái này nè, lột cái bánh lên. Lót cái đít đúng không? Đại cái đáy không? Bạn nào mà lột và lấy cái lá màu xanh lợt á, là lúc gì cứ phải xé từng chút chút một. Hiểu không? Thành ra phải lấy cái lá già rồi lót cái đáy, gỡ ra luôn hết. Ừ, nếu bạn lấy cái lá non là bạn cực khổ đó.
nó dính lắm. Mình biết sao lá già nó non mà tám. Lá non màu xanh lợt. À. Lấy ra xanh lợt. Để cho gạo này. Nè mở 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 nó ra, đừng có để mà khi cho gạo cái nó dính vào đây, hiểu không? Đó. Tùy cái bánh người ta ở cái chỗ gói người ta yêu cầu, hôm nay cái bánh người ta yêu cầu ký 6, ký rưỡi, ký 6. Đây. Rồi. Ấn xuống nè, con nhìn thấy con nó hình vuông. Nhiều người để hồi rúm rúm hai góc này vào là lát nữa khi mà con gói bánh rồi cái bánh của con nó không còn bốn cái góc vuông nữa. Này, bây giờ cái này là sáng kiến. Sáng kiến mấy năm nay dòng sức cũng thế. Mọi khi con tự bỏ đậu xanh vào, thế là nó tràn lan ra, có người không biết gói, cho hết đậu xanh vào xung quanh. Đậu xanh mà cho xung quanh mà lòi ra là mau hư. À rồi con hiểu rồi, này vô nó nằm chậu xanh ép nó. Đúng đúng đúng, đống chính giữa luôn. Chứ còn nếu mà mình không có khuôn thì mình phải khéo khéo mình cho vuông vuông thì cái núi á. Hơi cực, bây giờ người ta có sáng kiến mà. Có nơi á người ta làm sẵn như thế này để người ta quy định cho mỗi cái bánh là bao nhiêu. Còn có nơi á người ta không có gói, không có làm cục như thế này. Người ta bỏ que này đó, người ta cứ bỏ vô. Còn đây tập thể mà người ta làm này để người ta biết là được bao nhiêu cái bánh phải không? Nhưng mà tập thể không bao giờ con tính được chính xác. Tại vì mợ làm thì nhiêu đây, người kia làm thì nhiêu kia, người nọ thì làm nhiêu kia. Thành ra là người ta sẽ là không bao giờ cái số mà nó chính xác được. Đây nó chụp hình, nó chụp hình. Sao có nửa cái mợ tóm không bỏ hết nguyên cái đó. Đó, quá chi nhiều. À. Còn cái khác nữa. Đó còn thịt. Bây giờ thịt bây giờ bởi là thịt người ta ướp rồi mà đó. Phải ướp như bình thường của mình đây phải không? Ướp nhưng mà càng tiêu nhiều càng ngon. Dạ. Là làm nhiều chứ không có làm ít ăn bực bội lắm phải không? À đó. Đó. Và đi là mở mai phải cái kéo thử miếng thịt nào mà xấu xấu là mở tỉa lại liền. Thì bây giờ cái này nè, đó bỏ cái này ra. Đó, con thấy không? Mày đợi cha đi, xong bà mày bảo con cho đậu vào. Không. À, cho phía trên vào. Đúng rồi. À, có nghĩa là người ta sẽ cân mỗi cục gì bao nhiêu ram cộng nữa rồi nó phải ra. Con nghĩ cái cục đó 2 cục 300 gram. 2 cục 300. 300 gram công cục 150. Đó, con không cần tính cái đó. Tùy cái khuôn bánh. Cục 150. Tùy cái khuôn bánh của nhà con làm. Nhưng mà con làm gì làm con phải về sau con mới rút kinh nghiệm được. Tại vì cái khuôn ở đây bằng đây thì con mới làm vậy. Còn cái khuôn của nhà con nhỏ hơn thì ít là lớn hơn, hoặc cái nồi áp suất của nhà con nó nhỏ hơn thì con phải đặt cái khuôn cho nó bằng cái nồi áp suất. Ra vậy nó đẹp. Nè. Do. Đó. Đó. Vậy là cái khuôn trong nó sẽ nhỏ hơn so với khuôn này của mình. Đúng, đúng. Nhỏ hơn 3 phân. Dạ, nhỏ hơn 3 phân. Tức là mỗi bên em phân rưỡi tại vì có cái lá nè. Dân ca đoàn mà giờ em từ hồi mà có cái sáng kiến này đến giờ là kể như là mới đầu là nhà thờ dòng chú có thể làm sớm nhất, bây giờ đồng tiến mới làm. Đâu phải đem ca đoàn. Bà nghe cái này mà xem chỗ nào mà gà cá chỗ nào. Cái này nè, người ta làm cái cây này mục đích là không có nắm kéo lên là một, với lại không quên. Cái lần đầu tiên dòng chưa có thế là mất 30-40 cái luôn. Đậm trong bánh. Về xong người ta phải lấy kim người ta đâm. Người ta đâm xong người ta biết là cái bánh nó có cái đó rồi thì người ta để dành cho những người quen. Để có gì trả lại tôi cái cuốn, phải không? Thôi khỏi. Giờ làm cái này nên là chờ cái lúc người ta đang sốt sắng làm.
bánh 1,6 kg người ta quy định rồi, thêm 300 gram cái khuôn nữa phải là cái chín nha. 300 gram. Còn ở đây là cái khuôn này nó bằng nhau thành ra con dễ là. Hôm nay mình có chạy sớm ấy nhỉ? Không biết được. Hôm nay có gì? Hôm nay là cha gói bao nhiêu cả? Nghe nó có 200 mấy hả? Ừ. Thì bây giờ hồi nãy ngựa lên, công nhận không? Giờ ông này úp xuống. À rồi, nó hình như tại vì nó cái bánh này. Ở đây à? Có nhiều người cầm xong cái lọng le. Hình như có cái gì để ấn nó xuống mà không ta? Nếu con muốn ấn á thì con ấn bằng cái này. Ví dụ con muốn ấn nè, là con hình dung rồi. Khỏi phải ấn bằng tay. Nhưng mà cái sức con nén cũng được, là không phải ai cũng ngồi giã như thế này đâu. Mất thời gian. Cho nó nhiều bây giờ làm đi một giờ. Ăn hồi đó là ăn ra. Lên tay lên tay. Ép hai bên đây vào. Ém hai bên đưa vào, bạn thấy chưa? Dạ. Làm sao mà cái này nó được trong đây? Vừa bố đi lính mà vừa anh đi lính. Dạ. Đâu? 582. Cái gì lạc hồi nãy mà có người người ta đặt xuống luôn. Trước, mình không cần. Nếu cần thì con đặt xuống trước. Xong giờ con gói ăn rồi mình đặt danh sách hết thôi. Con đi đâu quả mình đó là cô đại diện ăn cũng được cái tới hay là nó lại đi con ngủ quê à hôm đó bên kia hả con đến rồi nhưng mà mấy chú nói là xong hết trơn rồi mấy giờ con ngủ quê xong ngủ đến mấy giờ tới rồi mới nói xong 10 giờ 11 giờ mới tới xong hết trơn rồi không 11 giờ chưa xong 11 giờ hôm ấy bắt đầu ăn cơm rồi ăn cơm xong gói mỗi người được 2 cái cũng như bà Điệp có bữa 11 giờ mới tới đây. Bây giờ đến giai đoạn cột dây thì mọi người hãy chú ý cái cách cột dây lạc của cái bánh chưng. Nè, xiết. Cái đoạn mà nhất. Xiết đi, lát nữa nó nở ra là vừa. Xoắn cái màn xoắn lạp là mà ai mà xoắn lạp một mình cũng chết đó nha, biết sao đau tay lắm. Cái người nào mà chịu trách nhiệm mà xoay cái lạp mà từ đầu cuối á là mấy trăm cái đó sưng tay đó. Ba bé ở đây nè. Ủa, cậu Tám lấy trong đây à? À. Cái này nó cột lá, nó có con khi bằng cột bằng ni lông. Nhưng mà có người người ta không thích ni lông, người ta sợ độc. Yeah. Cái cột bằng ni lông cũng cả một nghệ thuật đó nha. Còn cột ở nhà thờ bên kia, 6 cái hoa hồng nó ở đây nè. Là cái con này cái cơ bản thôi. Khi nào mà con được rồi mới bắt đầu lên level. Chứ nhồi một lúc có hả là thật. Nhồi một lúc là nhiều khi không có có ấy. Hà làm cái đi từ từ thêm. Nóng quá ha. Bây giờ cái này câu này để cho người ta làm. Nhưng mà làm luôn cho con coi luôn. Từ đầu cuối đi. Nếu mà con quên cái lá thứ hai mà con không nhấc lá thứ nhất lên thì con sẽ không có cái đường này đâu nha. Rồi, hai cái lá đầu mà con đẻ cái này không đẹp thì nó không có cái này. Quan trọng nhất hai cái lá đầu. Hai cái lá đầu. Đấy, có nhiều người ta làm cái lá này ở cái sống này giữa nhưng mà như vậy nó không cái cạnh nó đẹp.
cái này ở bên trên rồi thì người ta gọi là đan nó mốt. Chính chị đèn đèn xíu qua xíu lại. Chứ không phải làm đã rồi lúc gì hả mấy cái dây nó không có cái dây mà nhìn không đẹp là cái bánh cũng mất giá trị. Chứ hiểu như là không. À, ở đây mình thắp ở giữa đi, có nhiều người thắp trên đầu, có nhiều người làm lỏng quá lúc mà luộc nó bung ra hết, còn cứ siết cho nó hơi rúm rúm đi, để lát nữa là vừa khi mà luộc á thì nó lỏng lẻo ra. Ừ. Con làm xong mà con phải đè xuống nè. Đó, tại nãy con đang rúm lại rồi con đè xuống rồi con thêm hai nan nữa là xong. Thường thường cái khâu mà cái khâu mà bột lạt là để cho những người họ không biết làm, biết cho họ bột lạt. Lạt dày quá, lạt này là người bán luôn. Vậy là phải mỏng. Giống như chơi học đan hồi nhỏ. Người ta gọi là nó mốt ấy. Trời, hồi ta 18 mới biết làm, là 10 cái bánh đầu tiên là 18 chục hình hết. Hai con cha con mẹ là thầy. Con lát cái bánh đầu tay là có phải chục hình. Của tôi làm đây. Mỗi lần mà đưa lên Facebook chúng nó mệt lắm. Đòi chỉ công thức vô, mở vô cái hội mà bếp ấm thân thiện á. Cái này muốn đẹp thì ở dưới chơi luôn, nó có nhiều cái lắm. Anh muốn đẹp thì cho đẹp. Không, mình bây giờ mình cũng lên còn từ chân thôi. Rồi ngoài kia là ta có cái người còn lại. Dạ, ấy à, cái này bị xoắn, cái này bị xoắn. Cái coi được nhiều rồi. Thứ sáu yếu. Rồi, ok. Thứ rưỡi, thứ sáu là được rồi. Gỡ nó lại lạc này là. Quá nhỏ quá. Thank you.
lỏng không? Còn đấy làm rồi xin con trái mà đưa hai ta hai trái làm thành cái đồng ý. Đó con thấy không, cái đầu tiên là ship rồi chứ không phải không, nhưng mà khi gói mấy cái kia rồi cái nó bắt đầu cái nó vô nè vô nếp rồi đó, nó lại lỏng ra chứ hồi nãy con thấy 18 xiết không. Chưa? Rồi cho chụp hình luôn. Đưa mặt mình, đưa vào tám cho luôn. Khoan. Chụp cái mẹ nó bậy ghê lắm. Chụp xa xa. Đây câu ngáy luôn. Vừa quay phim mà vừa chụp hình luôn. Thế là xong. Một cái bánh. Rồi, bây giờ làm này nè. Đi 6-20 chuẩn không? Xa tí đi mất cái bánh. 6-20. Bây giờ là đến cái khâu mà bắt đầu luộc bánh. Và mọi người xem đây, các cô chú đặt bánh vào trong cái nồi. Và trên bánh thì có để mấy cái viên gạch, chủ yếu là để dằn cho bánh nó đừng có nổi và nó chìm dưới nước. Mặc dù khi mà nước nó sôi á thì bánh vẫn còn nằm ở dưới chứ không có nổi lên. Từ bé đến lớn em mới thấy được. Dạ. Thank you.
Nóng nóng nãy giờ. Bây giờ nó mới thơm. Đã bỏ vô, bây giờ bỏ vô mới thấy. Đang nắp đi liệu nắp nóng sao vậy? Đang lấy tối con phải quay thành phẩm. Quá trình luộc bánh chưng thì lúc này là khoảng tầm 2 giờ trưa, thì đến khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau là cỡ tầm 15 tiếng sau thì mọi người sẽ vớt cái bánh chưng ra và treo lên. Và Nga đã ghi nhận lại toàn bộ cái bánh chưng là từ lúc gói cho đến lúc luộc. Và Nga cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc tất cả các anh chị và các bạn có thể là gói những cái bánh chưng đẹp và tặng cho người thân và gia đình của mình, và mình có thể dùng trong những ngày Tết. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.